Kế toán là gì? Những điều cần biết khi lựa chọn ngành kế toán. Bạn vừa mới bắt đầu công việc của một kế toán viên hoặc đang có định hướng theo đuổi sự nghiệp kế toán, nhưng liệu bạn đã hiểu rõ nghề kế toán là gì, những khó khăn trong nghề nghiệp và lộ trình thăng tiến của một kế toán viên ra sao? Video dưới đây Việt ơi sẽ cho bạn cái nhìn toàn diện về nghề kế toán. Ngành kế toán là gì? Có thể hiểu kế toán là nghề thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin về toàn bộ tài sản và sự vận động của tài sản trong doanh nghiệp, nhằm cung cấp những thông tin hữu ích cho việc ra các quyết định về kinh tế, xã hội và đánh giá hiệu quả của các hoạt động của doanh nghiệp. Công việc của một kế toán viên. Ở những cấp bậc khác nhau, người kế toán sẽ đảm nhận những nhiệm vụ khác nhau, nhưng nhìn chung, công việc của một kế toán viên bao gồm những hoạt động sau đây. Thứ nhất, thực hiện ghi chép các hoạt động tài chính, kiểm tra sổ sách kế toán. Thứ hai, lập chứng từ về tất cả các hoạt động tài chính liên quan. Thứ ba, xử lý các dữ liệu kế toán để lập báo cáo về tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp lên cho ban lãnh đạo. Và cuối cùng, phân tích tài chính, ngân sách, chi phí, doanh thu của công ty, tham mưu cho ban lãnh đạo. Những tố chất cần thiết của một người làm kế toán. Để trở thành một kế toán viên xuất sắc, đòi hỏi bạn phải trải qua quá trình rèn luyện gian khổ, nỗ lực hết mình. Hành trang cần thiết cho bạn để đến với nghề kế toán là đức tính trung thực, khách quan, chăm chỉ, cẩn thận, tỉ mỉ. Ngoài ra, để đi được trên con đường này, bạn cần rèn luyện thêm khả năng quan sát, phân tích, tổng hợp, kỹ năng tin học và kỹ năng ngoại ngữ. Cơ hội và thách thức của ngành kế toán. Không như những ngành nghề khác, với nghề kế toán, bạn có thể định hướng rõ ràng tương lai nghề nghiệp cho mình. Đây cũng là nghề có tiềm năng phát triển rất lớn. Có 4 lĩnh vực mà một kế toán viên có thể lựa chọn là kế toán, kiểm toán, thuế và quản lý. Chính nhờ sự đa dạng này mà một người kế toán có thể nhiều sự lựa chọn trong sự nghiệp của mình. Bên cạnh đó, mức lương của các vị trí kế toán thường rất cao. Nếu có kinh nghiệm và chuyên môn vững vàng, cơ hội dành cho bạn là rất mở rộng. Tuy nhiên, bất cứ nghề nào cũng có những khó khăn nhất định và kế toán cũng vậy. Vì đặc thù của nghề đòi hỏi bạn phải có kiến thức chuyên sâu về ngành nên bằng cấp là yêu cầu bắt buộc. Ngoài ra, vì công việc chủ yếu của kế toán là làm việc với các con số nên rất khô khan và áp lực, bạn cũng cần chuẩn bị tâm lý để đối mặt với những vấn đề này. Lộ trình thăng tiến của ngành kế toán. Đầu tiên, kế toán viên, lúc này mức lương của bạn dao động từ 5 đến 8 triệu. Sau khi tốt nghiệp, các bạn có thể ứng tuyển vào các bộ phận kế toán của các công ty, doanh nghiệp. Ở giai đoạn này, vì còn thiếu kinh nghiệm và trình độ chuyên môn còn yếu, nên đảm nhiệm ở một mảng nhất định như kế toán kho, kế toán thanh toán, v.v. sẽ là lựa chọn phù hợp cho bạn. Bạn có thể tham gia thêm các khóa học nghiệp vụ kế toán nâng cao để bổ trợ thêm kiến thức cho mình. Thứ hai là kế toán tổng hợp. Lúc này, mức lương của bạn dao động từ 8 triệu đến 15 triệu. Ở cấp bậc này, bạn đã có kinh nghiệm từ 2 đến 3 năm, có trình độ chuyên môn vững vàng, có khả năng tổng hợp bao quát các hoạt động kế toán của doanh nghiệp, có thể phối hợp số liệu các bộ phận để lập ra báo cáo tài chính. Lên kế tiếp là kế toán trưởng. Lúc này, mức lương của bạn dao động khoảng 15 đến 50 triệu. Là người đứng đầu bộ phận kế toán nói chung của một doanh nghiệp, là người hướng dẫn, chỉ đạo công việc của các kiểm toán viên sao cho hợp lý và làm nhiệm vụ tham mưu cho ban lãnh đạo về tài chính, kế toán của doanh nghiệp. Lên giám đốc tài chính, lúc này mức lương của bạn trên 50 triệu, chủ yếu là huy động và sử dụng vốn, đưa ra các bài toán tài chính có lợi, bất lợi, tư vấn cho chủ doanh nghiệp hoặc tham gia đầu tư tài chính. Và cuối cùng, ngưỡng chuyên gia, thu nhập không giới hạn. Những người đã đạt đến bậc này rồi thì sẽ làm công việc mang tầm vĩ mô hơn như là hoạch định chính sách quốc gia, góp phần trong công việc ban hành các chuẩn mực nghề nghiệp kế toán, luật thuế, v.v. Trên đây là một vài thông tin cần thiết về ngành kế toán. Hy vọng qua đó bạn sẽ có được những thông tin tổng quát về lĩnh vực kế toán để chuẩn bị cho những lựa chọn nghề nghiệp sau này. Hãy cùng tìm hiểu thêm các thông tin khác tại Việt ơi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.